chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuất Đỉnh Audio. Clip buổi tối ngày hôm nay là ngày 11 tháng 8 thì Xuất Đỉnh tiếp tục về những cặp loa bãi Nhật tuyển chọn để phục vụ cho các bác. Và video ngày hôm nay Xuất Đỉnh giới thiệu chi tiết cho các bác là 3 cặp loa. Một cặp Onkyo D5 Bass 27 đang test cùng với chiếc Omni Sun Sui 657X đầy cát với gỗ chỉ vàng. Và hai cặp loa ở phía bên trên là những cấu hình Bass 30. Đó là cặp loa Onkyo D77FX. Đấy, có cái tép kèn rất là gấu, loa thì đẹp sang trọng. Và một cặp Yamaha NS690 Panama đều là Bass 30. Thì đây là ba cặp loa cũng những cái thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Nhưng cũng tùy theo cái nhu cầu cũng như sử dụng của các bác và phối ghép với những chiếc âm ly của nhà mình để các bác lựa chọn cho mình một cái cặp loa phù hợp. Và hàng của Xuất Đỉnh ở đây đã test và tuyển chọn cho các bác loa là zin và hoạt động tốt rồi. Bây giờ thì Xuất Đỉnh sẽ quay chi tiết và báo giá công khai để phục vụ cho các bác. Và phía bên trên thì sẽ quay về hai cặp loa to này trước. Thứ nhất về cặp Yamaha NS690 Panama. Thì cái đời 690 này nó có 3 model các bác nhé. Đời 690 nó có 3 model. Đó là dòng 690 trơn, 25 mã và 35 mã. Thì riêng cái đời này thì nó sẽ thiết kế là dòng đối xứng cân đối bên trái bên phải, tức là nó có đép và đai. Còn với những dòng trơn hoặc dòng mắc đôi thì nó đều là loa một vế. Nhưng ngược lại thì đây là do nhà sản xuất chứ không phải là lắp nhầm loa hay gì cả đâu các bác ạ. Thì đây là nhà sản xuất người ta thiết kế về loa thôi. Và sang tới đời này thì cũng như người ta tổng quát lại về những cái cặp loa để người ta sẽ đưa ra một cái cấu hình mà phù hợp nhất cho người chơi, người sử dụng. Thì đây là cái phiên bản cuối cùng của dòng 690 Panama. Bass của nó là Bass 30, toàn bộ củ kiềng xứng đúc gân mút màng giấy, một trung đôm, một tép đôm, hai tinh chỉnh trung tép. Loa có trở kháng là 8 ohm, công suất maximum của dòng loa này là 80W một loa. Thiết kế loa thì rất là gọn gàng và xinh xắn, nhưng mà loa thì có trọng lượng rất là lớn. Cặp này thì toàn bộ là thùng lạng gỗ. Bass của dòng này là Bass 30, kích thước chiều cao là 64, chiều ngang 37 và chiều sâu là 32. Trọng lượng của loa đạt tầm 30 cân một chiếc. Góc cạnh thùng là đẹp xuất sắc. Đây là hàng tuyển chọn. Cặp này thì nghe nhạc vàng Bodo thì cực kỳ là tuyệt vời, đủ độ chi tiết và rất dễ phối ghép. Các bác có thể ghép hay với những dòng âm nhạc Pioneer như 7800 trơn, 7800 mắc đôi. Hoặc các bác ghép tốt với những dòng sơn xui, đặc biệt là bác nào đang chơi những dòng sơn xui cổ chạy sò sắt, đánh những cặp này thì cực kỳ là hay. Đấy, với cái tầm Bass 30 mà giá chỉ có 8 triệu đồng, căng cước đầy đủ và đẹp nên kem. Đây là Yamaha này, 690 Panama đời chót rồi các bác nhé, loa đẹp xuất sắc. Cặp số 2 đó là cặp Onkyo D77FX. Dòng này thì nó cũng có rất là nhiều các cái đời của dòng D77. Hôm nay thì dòng này là dòng D77FX là Bass 30, toàn bộ những cái kiềng loa là Xuất Đỉnh tuyển cho các bác là zin và còn nguyên lớp mạ chrome, nó rất là bóng. Bass 30 gân của nó là gân mút, màng của nó là màng carbon, rốn của nó là rốn vải, một chung 16 gân mút màng giấy rốn vải và một tép họng kẹp. Tổng quan thì đây cũng là một cái cặp loa còn rất là mới và rất là đẹp, cũng thiết kế đối xứng thì các bác có thể nhìn thấy hai cái chữ này. Đấy. Cặp loa này thì có chiều cao đạt là 68, chiều ngang 38 và chiều sâu của loa đạt là 34. Trọng lượng của loa thì đạt là gần 30kg một chiếc, căng cước cũng còn đầy đủ hết. Cặp này thì công suất chịu tải lớn hơn, maximum thì nó đạt đến 200W một loa. Đấy, đấy là công suất chịu tải thôi. Còn công suất thật thì hai cái cặp loa này thì sẽ đánh tương đương như nhau. Loa bát càng to thì sẽ nói được lớn. Đấy là cái nguyên lý cơ bản của những dòng loa để các bác sử dụng. Góc cạnh đằng sau rất là đẹp. Cặp này cặp 690 Panama trở kháng 8 ohm, công suất maximum là 80W một loa. Đấy. Còn cặp này là cặp Onkyo D77FX. Lỗ tổng hợp phía đằng sau, trọng lượng là 28kg. Độ nhựa 91dB, công suất maximum là 200W một loa. Lỗ tổng hợp phía đằng sau các nhá. Dòng này thì ghép với Onkyo hoặc sơn xui đều rất là hay. Loa đẹp, căng cước đầy đủ. Onkyo D7FX mức giá là 8.500.000 đồng. Và phía đằng sau vẫn là một cặp Onkyo, nhưng đời này thì lại khác. Dòng này thì nó có D3, D5 và D7. Các bác nào đang chơi những dòng D này thì các bác sẽ biết đến những dòng loa này. Cấu hình của loa này là Bass 27, củ kiềng xứng đúc gân mút, màng nó là màng giấy, được phủ một lớp bóng ở bên ngoài, một chung 10 và một tép đôm, loa rất là đẹp.
tuyến loa kiểng loa rất là mới luôn. Đấy. Độ nhạy là 91 dB, trở kháng 6 ohm, công suất là 120W, lo có 2 tinh chỉnh trung tép. Loa này thì kích thước tổng quan nó có chiều cao đạt là 62, chiều ngang 36 và chiều sâu là 31, căng cước màu xanh đẹp len keng. Góc cạnh thùng rất đẹp. Phía đằng sau. Loa có độ nhạy là 91 dB các anh nhá. Trở kháng 6 ohm, công suất là 120W, trọng lượng của loa là 16,5 kg. Đây là thông số cặp loa ghi rõ luôn. Nhưng tùy từng dòng loa, có những dòng thì sẽ không ghi về trọng lượng cân nặng, có những cái đời loa thì nó sẽ ghi. Đây là do nhà sản xuất người ta làm. Cặp này thì các bác chơi với dòng âm ly 7.9 đánh cặp này là rất là hay rồi. Onkyo D5. Bát 27, loa xuất sắc. Căng cước đầy đủ. Cặp loa này hiện tại đang có mức giá là 6 triệu đồng. Với những phân khúc tầm tiền thì rất là hợp lý để các bác lựa chọn những cặp loa phù hợp. Và đặc biệt nhất là loa bây giờ thì nó là hàng tuyển và là hàng đẹp hết rồi. Thì các bác cũng vậy, khi các bác mua hàng này các bác chú ý kỹ, giờ loa giá rẻ, các bác cứ chọn đẹp và các bác chơi. Chả tội gì phải mua loa xấu. Mà thực sự nếu xác định mua loa xấu, ví dụ như cặp này mà nó xấu thì nó chỉ giá khoảng 3-4 triệu thì các bác mua cũng được, vì nó rẻ vào một nửa thì các bác mua. Còn những cái cặp tuyển chọn bây giờ hiện tại đẹp xuất sắc như này mới có giá chỉ có 6 triệu đồng thôi. Giá rất là mềm mại, rất dễ phối ghép và tiếng thì cực kỳ là hay. Đấy, đây là ba cặp loa mà Xuân Đỉnh vừa quay chi tiết trong video buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian theo dõi video cửa hàng, và thông tin chi tiết thì các bác cứ alo cho Xuân Đỉnh theo số điện thoại trên bài. Xin kính chào các bác và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.